Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một series Minecraft của mình mang tên Minecraft Naruto. Ta-da, yeah. Ok, thì anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video Minecraft cho bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, mấy bạn đừng quên là để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được con số 1 triệu subscribe đó, anh em nhớ là đăng ký hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào ngay video hôm nay thôi nào. Thì ok bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục gọi là quay trở lại cái world mà gọi là Minecraft Naruto của chúng ta ở đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm tập tiếp theo của series Minecraft Naruto nha bạn. Đó, thì hiện tại là mình đang đi mai bạn ơi. Ui, có con slime nè. Wow, có con slime. Ui, một con creeper nữa. No, trời ơi là trời. Mình đang ở bên dưới cái hầm bỏ hoang các bạn ơi. Từ nãy giờ mình gặp gọi là khá nhiều quái vật rồi các bạn ơi. Tại vì là ở bên dưới hầm mỏ bỏ hoang cho nên nó sẽ có rất là nhiều những con quái vật mấy bạn ạ. Rồi, ok anh em ơi. Thì mình quên mất mình nói với anh em rằng hôm nay chúng ta sẽ làm về video gì rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm gì mấy bạn biết không? Thì chắc là mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết rằng video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì rồi, đúng không mấy bạn? Thì mình sẽ gọi là nói luôn nha. Đó chính là hôm nay chúng ta sẽ chế tạo thú cưỡi anh em ơi. Nghe hấp dẫn chưa? Chế tạo thú cưỡi luôn nha. Mà chế tạo thú cưỡi có nghĩa là sao? Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Hiện tại là mình có cài vào đây một cái mod. Đây các bạn xem này, bên góc màn hình nè. Một cái mod, thì cái mod này chính là cái mod thú cưỡi bạn ơi. Và chúng ta có thể chế thú cưỡi từ con bò nè, từ con chó nè, con người sắt nè, con mèo nè, hoặc thậm chí có thể chế thú cưỡi từ kim cương luôn nha. Và chế thú cưỡi từ con nhện nè, con dê nè, con thậm chí là rồng ender chúng ta cũng có thể chế được luôn, rất là hấp dẫn luôn. Thì trời cũng tối rồi, mình nghĩ mình phải đi ngủ đã. Ok, mình ngủ xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chế tạo thú cưỡi nha anh em. Rồi, ngủ một giấc đến sáng coi. Rồi ok. Những cái con thú cưỡi trong đây có rất là nhiều những cái con rất là dễ chế luôn, chẳng hạn như là con mực nè, chúng ta có thể chế tạo từ túi mực, hoặc là thậm chí là con bò, chúng ta cũng có thể chế tạo từ thịt bò luôn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ thử chế tạo một con bò cho bạn xem nha. Ok. Rồi để mình đi ra ngoài đây mình kiếm coi có con bò nào không đây. Ở đây có con heo nè. Thôi con heo xấu lắm, mình không cưỡi heo đâu. Ê, không biết có chế tạo thú cưỡi từ con heo được không ta. Khoan để mình vô mình coi thử nha. Chế tạo thú cưỡi từ con heo. Ôi đây nè, có nè. Có chế tạo thú cưỡi từ con heo luôn nha anh em. Ok rồi, hấp dẫn. Để mình thử gọi là mình giết con heo, mình lấy thịt của nó để mình chế tạo thú cưỡi coi. Con heo rồi. Hồi nãy mới thấy đâu mà đi đâu mất tiêu rồi. Heo ơi, heo Timmy ơi. Bạn đâu rồi? Đây mình thấy rồi, Trời ơi là trời, đi vòng vòng nãy giờ. Heo này, ok rồi. Được một miếng thịt heo rồi. Nhưng mà chưa đủ, chúng ta phải cần gọi là 8 miếng thịt heo lận chúng ta mới đủ chế tạo thú cưỡi anh em ơi. Ôi bên đây có heo nè, mấy con heo nó spam ra đây khá là nhiều các bạn ơi. Ok, mình sẽ nhảy qua đây nha. Nhảy qua đây, bởi vì bên đây có 2 con heo nè. Ok, giết nó luôn. Rồi, giết con heo bên này luôn. Ok, được bao nhiêu rồi? Được 10 miếng thịt heo rồi. Ok, đủ rồi. Nhưng mà mình sẽ gọi là giết thêm vài con nữa để mình lấy thêm thịt, đem về nhà có gì mình làm thịt mà nó mình ăn các bạn ơi. Ok, mình nhảy qua kia coi. Ok, bơi qua. Rồi, giết luôn con này luôn. Ok, được 12 miếng thịt heo. Chế 8 miếng, vậy chúng ta sẽ còn dư lại 4 miếng để chúng ta nướng lên chúng ta ăn anh em ơi. Chúng ta sẽ có thịt heo để ăn nha. Rồi, để mình về nhà mình xem coi chúng ta sẽ cần chế tạo thêm cái gì nữa không nha. Thịt heo thì mình đã có rồi nè. Bây giờ để chế tạo được con thú cưỡi heo này, chúng ta sẽ cần đến yên cưỡi các bạn ơi. Yên cưỡi hả? Hợp lý. Yên cưỡi thì gọi là cái công thức chế tạo của nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cần phải có da bò các bạn ơi. Mình sẽ gọi là đi qua đây mình giết mấy con bò nha. Bên đây có nhiều bò nè, để mình qua đây mình giết bò. Ok, hello em bò. Chém mày nè. Ok, một em, được miếng da được không? Không được miếng da nữa hết các bạn ơi. Ok, để mình quay coi coi. Còn nè. Hy vọng là mình sẽ kiếm được gọi là vài miếng da bò. Ok nè, được da bò rồi nè. Đây, một miếng da. Ok, rồi qua đây giết thêm con này nữa. Đứng lại mày, chạy ra cái thác. Ok, wow, không được. Con này không được da rồi. Rồi, kiếm con khác coi, còn con nào không? Hồi nãy mới thấy một con bên dưới đây đâu rồi. Nó bò rồi, trốn lên cây rồi hả? Bò nè, ok. Rồi, được 3 miếng da nè. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm để mình giết thêm nha anh em. Rồi, trên đây còn nữa nè bạn ơi. Trời ơi, nhiều quá ta. Khu này có bộ hơi bị nhiều bò luôn anh em ơi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ giết một vài con nữa thôi để mình kiếm thêm.
Đây, mình đã được gọi là 31 miếng da rồi anh em ơi. 31 miếng da hả? Cũng khá là nhiều nha. Chắc là cũng chế được khoảng gọi là một cái yên cưỡi á. Ờ, cũng được một cái yên cưỡi nha. Ok rồi, để mình bơi về nhà coi. Ờ, khoan, khoan, tại sao mình lại phải bơi về nhà ta? Mình quên mất. Chúng ta có thể sử dụng nhẫn thuật để chúng ta đi trên nước mà. Ok, mình sẽ sử dụng nhẫn thuật là đi trên nước nha. À, đi trên nước chạy về nhà nhanh hơn không? Nhưng cần gì mà phải đi bơi qua làm gì cho nó lâu. Ok rồi. Rồi mình sẽ đi vào nhà để mình chế tạo yên cưỡi nha bạn. Rồi yên cưỡi cần gì đây? Để mình xem cái yên nha. Cái yên cưỡi nó nằm ở phía nào ta? Đây thấy rồi. Yên cưỡi chúng ta cần phải có một sợi chỉ, một cục sắt. Và cái da này, cái da màu nâu nâu này chúng ta cần phải kết nó thành gọi là 9 miếng da mới thành được một miếng da này. Ok rồi, để mình thử nha. Mình sẽ chế nè. Đó, vừa đủ 3 miếng luôn anh em ơi. Được 3 miếng da xám xám đây nè. À đây, mình có sắt đây, 29 khối sắt. Rồi tiếp theo nữa là cần tơ nhện anh em ơi. Nhưng bây giờ ở ngoài đây không có con nhện nào cả. À quên, dưới căn hầm bỏ hoang nó có gọi là tơ nhện đó bạn ơi. Đúng rồi, cái hầm bỏ hoang nó có tơ nhện. Khoan, mình phải chế cây kiếm bình thường thì mình mới gọi là lấy tơ nhện được. Mình sẽ chế cho mình cây kiếm bình thường nha. Kiếm katana là không lấy tơ nhện được nha các bạn. Phải sử dụng kiếm sắt thì mới lấy tơ nhện được nha. Ok rồi, mình sẽ chế cho mình một cái cây kiếm sắt nè. Bây giờ mình sẽ gọi là đi xuống dưới đó mình lấy một ít tơ nhện để mình chế yên cưỡi bạn ơi. Chúng ta sẽ có được một con heo để chúng ta cưỡi bạn ạ. À, hiệp sĩ cưỡi heo, hiệp sĩ Naruto cưỡi heo. Quá hợp lý luôn. Ok, xuống đây coi coi. À, bên dưới này sẽ có nè. Đây đây thấy không? Mới xuống cái thôi là thấy tơ nhện đây nè. Quá trời tơ nhện luôn bạn ơi. Ok, lấy nè. Bên này lấy luôn. Wow, quá nhiều luôn bạn ơi. Ô, chỗ này tối quá ta. Chỗ này mình chưa thắp đuốc nữa. Rồi, ok, để mình đi xuống dưới đây. Rồi, chúng ta đã đào được gọi là một ít tơ nhện này nè. Mình nghĩ rằng là đã khá là đủ với chúng ta gọi là chế tạo khoảng 2-3 cái yên rồi đó. Tại vì mỗi cái yên chỉ cần một miếng tơ nhện thôi là được rồi các bạn ơi. Rồi, để mình chế nha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cục sắt bên dưới nè. Bỏ sợi chỉ ở đây nè. Sau đó là bỏ thêm da phía trên. Đó, chúng ta đã được cái yên cưỡi bạn ơi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ để cái yên cưỡi vào đây. Và chúng ta sẽ lấy thịt heo chúng ta xếp xung quanh. Chúng ta sẽ chế được một con thú cưỡi heo bạn ơi. À, nhìn hấp dẫn chưa? Ok, đây, bây giờ là mình đang cầm gọi là cái trứng của con thú cưỡi heo nè anh em. Mình sẽ chịu hỏi ra thử nha. Chịu hỏi nè. Ô, dễ thương quá vậy. Ui, sao con heo có chút ép à ta? Mình tưởng gọi là chúng ta phải chịu hồi được con heo to lắm chứ. Ai dè con heo chút ép à? hợp lý, đâu để mình cưỡi thử nha. Leo ngồi nè. Ui, mình đang ngồi trên con heo nữa bạn ơi. Nhìn nó bự quá à, mấy bạn xem nè. Con heo có chút ép à. Ui, ui. Trời ơi, con heo này chạy hơi bị nhanh đó nha. Trời ơi, nó còn biết bơi nữa nè. Oh my god, mấy bạn ơi. Ui, dừng lại. Con heo này nó không dừng lại luôn bạn ơi. Nó chạy hết sức luôn, nó không thèm dừng lại luôn nè. Ui, ui con heo con này chạy nhanh thế. Ui trời, dèo. Nè. À, tao là Racing Boy đây. Trời ơi, trời. Ôi ôi bạn ơi, con heo này nó chạy nhanh cực kỳ luôn anh em ơi. Phải nói thiệt. Không biết mình có chịu hồi được con heo lớn không ta. Để mình cất nó vô nè. Sao mình chịu hồi ra lại nè. À đây, mình chịu hồi được con heo lớn rồi nè. Con heo này nó màu tím các bạn ơi. Con heo này nó bị giận tím người rồi. Phải nói. Ok, để coi nó có màu khác không. Ờ, có màu xanh dương nè. Rồi, còn màu nào khác không? Có màu xanh lá cây không? À không, con heo này nó chỉ có màu tím thôi anh em ơi. Nó không có màu khác rồi. Ok, mình sẽ thử cưỡi con heo giận tím người. Thử coi nó có chạy nhanh không nha. Các bạn xem nè, hiệp sĩ cưỡi heo bạn ơi. Nhìn cực kỳ ngầu luôn nha. À, để mình cưỡi con heo chạy nhanh không nha. Ui, wow, con heo này chạy cũng nhanh. Ê là nhanh luôn bạn ơi, không thua gì con heo gọi là con heo con luôn nha. Ồ, dèo. Anh, Racing Boy. Wow, ghê vãi. Hay quá bạn ơi. Ok, và đặc biệt nha là cái con heo nè, khi chúng ta không cưỡi nữa chúng ta có thể bắt nó lại đó. À, là chúng ta sẽ đem nó được đi khắp nơi luôn bạn ơi. Xịn quá anh em ơi. Trời, mình nghĩ rằng là mình sẽ chế thêm vài con thú cưỡi mới đó nha. Mình thấy bắt đầu hấp dẫn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi kiếm da bò để mình gọi là chế tạo thêm yên cưỡi nha bạn. Và chúng ta sẽ thử chế tạo thêm những con thú cưỡi mới để xem coi rằng là những con thú cưỡi mới coi nó có gì đặc biệt nha. Ơi hấp dẫn quá anh em ơi. Ok đi thế nào, let's go. 1 hour later. Rồi, thêm một cái nữa là sẽ được 2 cái yên cưỡi. Ok bạn ơi, mình đã gọi là chế tạo được thêm 2 cái yên cưỡi nè anh em ơi. Rồi, 2 cái yên cưỡi mình nghĩ rằng chúng ta sẽ chế được thêm 2 con thú cưỡi nữa. Chúng ta đã có được con heo nè. Bây giờ chúng ta sẽ chế thêm con gì nữa ta? Mình đang suy nghĩ đây, không biết mình phải chế con tiếp theo là gì đây. Tại vì yên cưỡi á, mình chỉ có được có 2 cái thôi. Cho nên chúng ta phải cần phải suy nghĩ rất là kỹ. Ok,
để mình xem nha. Bây giờ trong đây còn con gì khác không ta? Có con nhện nè. Con nhện nhìn cũng ngầu á, nhưng mà con nhện thì chúng ta phải cần có mắt nhện, cái này khó kiếm lắm, không được đâu. Có con cừu nữa bạn ơi, nhưng mà con cừu thì cưỡi nó nhìn xấu lắm, mình không thích con cừu chút nào cả. Có con nào khác không ta? Ui, có con gì được làm từ bông hoa nữa bạn. Wow, một cái con gọi là thú cưỡi được làm từ bông hoa hả? Lạ vậy. Hấp dẫn hấp dẫn. Ok, khoan khoan, trời tối rồi, mình phải ngủ ra. Chế tạo được thú cưỡi từ bông hoa luôn bạn ơi, nghe thôi là đã thấy hấp dẫn rồi nha. Wow, ok. Rồi để mình đi qua đây mình thử gọi là lụm mấy bông hoa mình đem về mình chế thú cưỡi hết coi. Ui, ở trên này cũng có mực nữa nè. Thử chế thú cưỡi từ mấy con mực nữa không ta? Thôi mà mấy con mực để chế sau đi. Mình đang tò mò không biết rằng là những cái con thú cưỡi được chế tạo từ bông hoa thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ thử qua đây mình hái hoa nè. Ok, hái hoa. Hái nhiều nhiều vô. Ok. Như đây chắc là đủ rồi nè. Không biết rằng là con thú cưỡi được chế tạo từ bông hoa thì nhìn nó sẽ như thế nào nha. Mình đang tò mò lắm anh em ơi. Ok rồi, mình sẽ đi trên nước, mình về nhà coi. Cái thủ thuật đi trên cái gọi là sao ta, cái kỹ thuật chạy trên nước này coi bộ ghê thiệt chứ. Đi qua đi lại không cần bơi luôn, không cần thuyền luôn. Đây, để mình xem nha. Bây giờ mình sẽ bỏ yên cửa vào trong đây nè. Sau chúng ta chỉ cần làm theo công thức là bỏ hoa vào đây. Đó, xếp hoa vào trong. Thêm một bông nữa. Bỏ vào đây mới đúng. Ủa, kỳ vậy, sao không được ta? Ủa, hồi nãy là nó ghi rõ ràng là chế từ bông được mà ta. Đâu, để mình thử lại nha. Mình xem lại coi. Chúng ta phải cần gọi là bỏ vô tất cả các loại hoa luôn bạn ơi. Chứ gọi là thiếu một bông nào cũng không được hết à. Buồn thế. Cứ tưởng gọi là chế được gọi là từ tất cả loại hoa loại nào cũng được chứ. Ok, vậy thôi bây giờ mình không chế tạo gọi là thú cưỡi làm từ gọi là hoa nữa. Mình sẽ cưỡi thử mấy con mực nha. Bây giờ mình sẽ ra đây mình bắt mấy con mực nè. Ok, để mình xem ơi, mình lựa con mực nào coi. Dưới đây có rất là nhiều mực luôn. Bây giờ mình sẽ lặn xuống dưới mình bắt mực nha. Lặn xuống nè. Ok, một em mực. Dưới mày. Ok, một em mực. Rồi, để qua coi coi. À, bên đây còn là bên đây. Rồi, ok. Mình hình như là đã được gọi là khá khá rồi anh em ơi. Được 12 túi mực rồi nè. 12 túi thì mình nghĩ là cũng là đủ rồi nha. Đúng rồi, chỉ cần 8 túi thôi là đủ rồi. Chúng ta đào được 12 túi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử gọi là bỏ kiên vào trong nè. Sau mình sẽ thử bỏ túi mực vào trong để xem coi được gì ta. Được trứng từ con mực các bạn ơi. Nhìn xịn vãi. Ok, mình sẽ thử ra đây mình đặt thử nha. Đặt ra nè. Ui, wow, đẹp vãi. Ok, lại nào. Đặt ra nè. Chà các bạn ơi, bạn nhìn nè. Con mực sao mà nó cứ chui cái đầu xuống dưới ta, nó không ngước ra được à. Ok, mình sẽ cưỡi thử nha. Leo lên nè. Ê, cái gì vậy? Sao mình thấy được mấy cái tua mực nó xung quanh mặt mình nè. Ok. Các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Nhìn bựa các bạn ơi. Mình thề các bạn luôn nha, cưỡi con mực nhìn đúng bựa luôn á. Nhưng mà được cái là con mực này bơi khá là nhanh các bạn ơi, các bạn xem nè. Mình đang cưỡi mực các bạn ơi. Hiệp sĩ bây giờ đã từ cưỡi heo chuyển qua cưỡi mực các bạn ạ. Cái tốc độ con mực này nó bơi á thì nó cũng bơi khá là nhanh. Nó bơi gọi là hình như là cũng bằng bằng con bằng người ta, bằng cái lúc mà mình bơi thuyền á anh em. Mình bơi thuyền thì nó cũng có tốc độ như thế này. Wow. Nhưng mà gọi là bơi con mực như thế này nhìn cũng thú vị thú phết. Nhìn kiểu mình đang bơi bằng con mực á, nhìn nó lạ thế nào bạn. Ok rồi. Đâu để mình xem coi không biết mình chịu hồi được nhiều con không ta, hay là chỉ chịu hồi được có một con ta. Rồi mình thử nha. Thử chịu hồi thêm coi. Ui, được luôn nè. Mình chịu hồi được thêm con mực màu xanh nữa nè. Rồi, thêm một con mực màu xanh dương nữa. Wow. Tính ra mình chịu hồi được nhiều mực các bạn ơi. Mực màu tím nè, mực màu đỏ nè, mực màu xanh lá cây và màu xanh dương. Ôi, tính ra là mình có thể chịu hồi một lần gọi là cả trăm con mực cũng được luôn hay sao á. Xịn vãi. Chịu hồi. Ui. Các bạn nhìn mấy con mực nè, nó cứ cắm đầu xuống dưới đất cứ nằm không các bạn ơi, nhìn bựa vãi. Rồi mình sẽ thử cưỡi cái con mực màu đỏ thôi nha. Con mực màu đỏ không biết nó có nhanh hơn không ta. Tốc độ của nó cũng như vậy các bạn ơi. Nó cũng chỉ bơi chậm chậm như thế này thôi, cũng không nhanh lắm. Nhưng mà nhìn bựa quá, kiểu cưỡi con mực các bạn. Nhìn bựa gì đâu luôn á. Ok rồi, để mình bắt nó vô lại nha. Để nó đây thì uổng lắm. Một tí nữa nó biến mất hết là mình mất hết luôn á. Ok, mình sẽ bắt mà nó vô nè. Bắt vô, con này vô. Rồi, chụp hết vô. Rồi, còn một con bên đây nữa. Vô luôn. Rồi, ok. Ê, vậy có nghĩa là chúng ta cũng có thể chịu hồi được nhiều những con heo nữa bạn ơi. Mình sẽ chịu hồi thử nha. Ui đây nè. Ui, mình chịu hồi được nhiều nữa bạn. Ui, trời, what the hell. Sao có mấy con heo nhìn nó đang thui lùi vậy. Nè con này nè.
Con này nhìn đen thui thui lùi luôn, không thấy nó đâu luôn bạn ơi. Còn có con heo thì nó màu đỏ nè, có con heo thì màu cam, con heo thì màu tím, gọi là giận giận tím người các bạn ơi. Có con nào màu xanh lá cây không? Ồ không có, không có. Con heo này màu xám nhìn ghê quá à. Con này nhìn giống y hệt như là heo zombie vậy các bạn. Nhìn ghê vậy. Ok rồi, thôi mình sẽ gọi là mình leo bằng nó để mình cưỡi nó nha. Ôi chạy 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 chạy. Con này chạy khá là nhanh bạn ơi. À, mình bắt nó vô, tí nữa nó chạy lung tung là mất hết luôn á. Ok, mình sẽ bắt mà nó vô nè. Con heo này, mày dám đi tắm hả? Trời ơi, mùa này mùa lạnh mà mày nhảy xuống hồ mày tắm. Ok, bắt nó vô. Bắt con này vô luôn. Rồi, ơi còn thiếu một con, còn thiếu con rồi. Trời, trời ơi, heo mà nó cũng leo lên trên nóc nhà được luôn hả? Gì ghê vậy? Ok, chụp nó xuống nè, còn con nào không? Ở đây còn con nữa nè. Bắt này vô luôn. Ok, vậy là chúng ta đã được hai con thú cưỡi, chính là con mực và con heo các bạn ơi. Wow, mấy bạn thấy gọi là cái map cái là cái mod thú cưỡi này các bạn thấy có hay không? Chứ mình thấy là nó hay lắm luôn nha. Trời ơi là trời, xịn vãi. Ok, rồi để mình xem coi còn con thú cưỡi nào khác nữa không nha. Thích ghê luôn á. Ok, để xem coi. Trong đây có con chó nè, nhưng mà con chó thì hơi khó chế tạo tí. Có con chim nè, con này là con gì? Con chocobo hả? Ô, trong Minecraft cũng có chocobo luôn hả? Nhưng mà chocobo thì chế từ cà rốt vàng, khá là mắc, mình không chế được đâu. Để mình xem coi. Ui, con này là con gì đây? Nó được chế tạo từ kim cương anh em ơi. Wow, nhìn cũng hấp dẫn nha. Chế tạo từ kim cương à. Ok, để mình có kim cương ở đây nè. Mình có 16 viên kim cương nè. Mình sẽ thử hy sinh 8 viên kim cương để mình chế thử con cái con thú cưỡi làm từ kim cương coi. Ok, bỏ kim cương vào. Đây, chúng ta đã được thú cưỡi làm từ kim cương các bạn ơi. À, ok, để mình ra mình test thử con thú cưỡi làm từ kim cương coi nó có gì hấp dẫn nha. Rồi, để mình đặt ra thử nè. Búp. Wow. Oh my god, đây là con ngựa bay nữa bạn. Wow. Wow, con này nhìn đẹp quá vậy. Ok, để mình xem coi còn con nào không. Oh, có con màu xanh nè. Ui, con này có nhiều màu luôn nữa bạn. Và con này là con màu gì đây, màu tím hả? Con này là con màu hồng nè. Wow, nhiều quá vậy, có con nào màu đỏ không? À, con này màu màu giận giận tím người nữa bạn. Con này là màu xanh lá cây trộn với màu xanh dương nè. Con này là màu trắng. Con này là màu gọi là xanh lá cây trộn màu xanh dương các bạn ơi. Ồ, tính ra là trong đây nhiều con đẹp phết nha. Ơi nhưng mà sao có những con nó có cánh nè, có những con nó lại không có cánh ta. Wow, đâu đâu bây giờ mình sẽ thử mình mắc bằng nó vô, mình cưỡi thử một con coi. Wow, con này là cái con gì trong phim hoạt hình nữa bạn ơi. Mình nhớ là hình như cái con này là có trong một cái bộ phim hoạt hình thì phải. Nhưng mà mình không nhớ được rằng là cái bộ phim hoạt hình này là tên là gì. Bạn nào biết bộ phim hoạt hình này là gì mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình nhớ hình như là con ngựa này nó có trong một cái bộ phim hoạt hình thì phải. Ok, mình sẽ cưỡi nó lên nha. Đấy bạn nhìn nè. À, cưỡi con này nhìn khá là đẹp bạn ơi. Nhìn cũng hấp dẫn phết nha. Rồi. Ui. Wow, con này bay được các bạn ơi. Oh my god. Trời ơi bạn xem nè. Ui, nó bay được bạn ơi. Wow, xịn vậy. Ui, mấy bạn xem nè, xem nè. Trời ơi mấy bạn coi cái đuôi của nó lắc lư các bạn. Ui, xịn vãi, con này biết bay luôn bạn ơi. Bay qua bay lại nè. Trời ơi, cái cánh của nó phập phờ các bạn. Trời ơi, ghê vậy. Ui, vậy là mình có con này là mình có thể bay khắp nơi luôn á. Ô, mình lên trên ngọn núi luôn nè. Thậm chí là mình bay lên tận mây luôn, bạn xem nè. Mình chạm được vô mây luôn nè. Ui, xịn vãi. Ô, con này đẹp quá bạn ơi. Ô, nó biết bay luôn nha. Trời ơi, mình không ngờ trong đây có con nó biết bay luôn á. Ok, để mình nhảy xuống đây, con này nó đáp xuống chậm quá. Đáp xuống. Ôi, con này nó đáp hơi chậm mấy bạn ơi. Nhanh lên xíu coi, chậm quá vậy. Ok, rồi xuống đất đây nè. Ok rồi, không biết có con nào là cầu vồng không ta. Mình sẽ thử kiếm con cầu vồng nha. Con này là con màu vàng, mình không thích. Con này màu gì đây, màu cam hả, không thích luôn. Màu trắng, không thích luôn. Con gì đây, anh da đen hả. Con này là con màu đen bạn ơi. Anh da đen nè. Ok, con này nhìn cũng xấu quá à. Mình thích một cái con nào đó, nó màu gọi là cầu vồng cơ. Mình nhớ hình như là có con cầu vồng mà đúng không ta. Mình sẽ thử kiếm coi. Con này nãy cưỡi rồi, để xem coi. Ồ, không có bạn ơi. Ôi, có con này nó đeo cái mắt kính giống như mình nè. Ơi bạn, có cái con này nhìn nó cũng đeo cái mắt kính nhìn y hệt mình luôn nè. Hình như con này chính là con ngựa cận các bạn ơi. Mình là phong cận, còn đây chính là ngựa cận. Ok, mình sẽ cưỡi nó thử nha. Con này bay được không ta? Bay lên. Bay lên. Bay lên. Ủa, con này bay không được các bạn ơi. Hình như là con nào mà nó có cánh á thì nó mới bay được, còn con nào không có cánh là không bay được nha. Ôi, bay lên nè. Không bay được bạn ơi. Con này khi mà nó di chuyển thì nó có mấy cái màu sau lưng nè. Nhưng mà con này nó không bay được. Ôi, tiếc thế. Con này không bay được à. Buồn vậy. Rồi để mình xem coi. Vậy là con nào có cánh thì sẽ bay được, còn con nào không có cánh thì chỉ chạy được thôi. Chẳng hạn như con này nè, con này nó không có cánh nè thì nó chỉ chạy được thôi bạn ơi.
Nó chỉ biết chạy thôi chứ nó không biết bay nha. Ok. Rồi để mình thử triệu hồi con có cánh coi. Con này là màu hồng nè. Con có cánh thì sẽ bay được nha. Ồ, bay lên trời. Dạ, lên mặt trăng ta gặp chị Hằng. Dạ, đi thế nào? Ồ, mình sẽ bay lên tới mặt trời luôn anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau bay lên tới mặt trời luôn nha. Ok, xịn ghê luôn anh em. Rồi anh em ơi, thì hôm nay nè mình đã cùng với các bạn gọi là chúng ta đã chế tạo được gọi là những con thú cưỡi biết bay. Ồ, cực kỳ xịn luôn, những con thú cưỡi mới ở trong gọi là Minecraft Naruto các bạn ơi. Thì mấy bạn có thấy thích những con thú cưỡi này hay không? Nếu như mấy bạn thấy thích những con thú cưỡi này thì đừng quên nè là để lại cho mình nè một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Và anh em muốn rằng là trong những tập sau mình sẽ chế thêm những con thú cưỡi nào mới thì anh em là đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Đó, còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã dài lắm rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Rồi mình bay đi chơi đây, mình không sinh tồn ở đâu, mình bay đi chơi đây.